Bài kinh số 94, kinh Gotamuka. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Odena trú ở Varanasi tại rừng xoài Hemiya. Lúc bấy giờ Bà La Môn Gotamuka đến tại Varanasi có một vài công việc. Rồi Bà La Môn Gotamuka tán bộ du hành và đi đến rừng xoài Hemiya. Lúc bấy giờ tôn giả Odena đang đi kinh hành ở giữa trời. Rồi Bà La Môn Gotamuka đi đến tôn giả Odena. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Odena. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền nói với tôn giả Odena đang đi kinh hành: Thưa tôn giả Sa Môn, không có một sự xuất gia đúng pháp, hình như đối với con, vì không thấy một tôn giả như ngài. Hay ở đây pháp là gì? Khi nghe nói vậy, tôn giả Odena từ chỗ kinh hành bước xuống, đi vào trong tinh xá, rồi ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Bà La Môn Gotamuka cũng từ chỗ kinh hành bước xuống, vào trong tịnh xá rồi đứng một bên. Tôn giả Odena nói với Bà La Môn Gotamuka đang đứng một bên: Này Bà La Môn, đây có những ghế ngồi, nếu muốn hãy ngồi xuống. Trong khi chúng con đối với tôn giả Odena, chúng con không ngồi. Làm sao người như con lại nghĩ đến ngồi xuống trước khi được mời? Rồi Bà La Môn Gotamuka lấy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Gotamuka nói với tôn giả Odena: Thưa tôn giả Sa Môn, không có sự xuất gia đúng pháp, hình như đối với con, vì không thấy một tôn giả như ngài, hay ở đây pháp ấy là gì? Này Bà La Môn, nếu ông tán đồng những gì ta tán đồng, và bài bác những gì cần phải bài bác, và có điều gì ta nói mà ông không biết, ở đây ông có thể hỏi thêm ta. Thưa tôn giả Odena, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? Sau khi sắp đặt như vậy, ở đây sẽ có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Con sẽ tán đồng những gì tôn giả Odena tán đồng, và bài bác những gì cần phải bài bác, và có điều gì tôn giả Odena nói mà con không biết, ở đây con có thể hỏi thêm tôn giả Odena. Tôn giả Odena, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? Sau khi sắp đặt như vậy, ở đây mong sẽ có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Này Bà La Môn, ở đây có bốn hạng người này có mặt trên đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này Bà La Môn, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây, này Bà La Môn, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này Bà La Môn, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này Bà La Môn, có người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Người ấy không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phàm thể. Này Bà La Môn, bốn hạng người này, hạng người nào được tâm ông thích ý nhất? Thưa tôn giả Odena, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, hạng người này tâm con không thích ý. Thưa tôn giả Odena, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích ý. Thưa tôn giả Odena, hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích ý. Thưa tôn giả Odena, hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phàm thể, hạng người này tâm con thích ý. Này Bà La Môn, vì sao tâm ông không thích ý ba hạng người này? Thưa tôn giả Odena, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này hành khổ mình, hành hạ mình,
trong khi từ ao ước lạc hiểm ly khổ. Do vậy tâm con không thích ý hạng người này. Thưa tôn giả Udena, hạng người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ người. Hạng người này hành khổ người khác, hành hạ người khác, trong khi người khác ao ước lạc hiểm ly khổ. Do vậy tâm con không thích ý hạng người này. Thưa tôn giả Udena, hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Hạng người này hành khổ, hành hạ mình và người khác, trong khi mình và người khác ao ước lạc hiểm ly khổ. Do vậy tâm con không thích ý hạng người này. Nhưng thưa tôn giả Udena, hạng người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người này không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lành, cảm giác lạc họ, tự ngã trú vào phạm thể. Do vậy tâm con thích ý hạng người này. Này Bà La Môn, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Ở đây, này Bà La Môn, có hội chúng vì tham đắm châu báu và đồ trang sức, tìm cầu vợ con, tìm cầu đầy tớ nam, đầy tớ nữ, tìm cầu ruộng đất, tìm cầu vàng bạc. Ở đây, này Bà La Môn, lại có hội chúng không tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này Bà La Môn, hạng người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lành, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Này Bà La Môn, trong hội chúng nào ông thấy phần lớn hạng người này? Trong hội chúng tham đắm châu báu và đồ trang sức, tìm cầu vợ con, tìm cầu đầy tớ nam, đầy tớ nữ, tìm cầu ruộng đất, tìm cầu vàng bạc, hay là trong hội chúng không tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Tôn giả Udena, hạng người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lành, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Hạng người này trong hội chúng không tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Trong hội chúng ấy con thấy phần lớn hạng người này. Nhưng này Bà La Môn, nay ông vừa mới nói, chúng con biết như sao? Thưa tôn giả Sa Môn, không có một sự xuất gia đúng pháp. Hình như đối với con, vì không thấy một tôn giả như ngài, hay ở đây pháp ấy là gì? Thưa tôn giả Udena, thật sự lời nói ấy có lợi ích cho con. Có một sự xuất gia đúng pháp ở đây đối với con là như vậy, và mong tôn giả Udena chấp trì con là như vậy. Bốn hạng người được tôn giả Udena nói một cách gián tắc, không giải thích rộng ra, lành thay nếu tôn giả Udena khởi lòng từ phân tích rộng rãi cho con bốn hạng người này. Này Bà La Môn, vậy hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân tôn giả, Bà La Môn Gotabuka dân đáp tôn giả Udena. Tôn giả Udena nói như sau: Và này Bà La Môn, thế nào là người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình? Ở đây, này Bà La Môn, có người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nội, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giả gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang giao cấu với người đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu,
không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Khi được nói vậy, Bà La Môn Gotamuka nói với Tôn giả Udena: Thật chi diệu thay Tôn giả Udena, thật chi diệu thay Tôn giả Udena. Thưa Tôn giả Udena, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp đã được Tôn giả Udena dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả Udena, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Tôn giả Udena nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này Bà La Môn, chớ có quy y với ta, hãy quy y với Thế Tôn, bậc mà ta đã quy y. Thưa Tôn giả Udena, nay Tôn giả Gotama, bậc A La Hán, chánh đẳng giác ở tại đâu? Này Bà La Môn, nay Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác đã nhập niết bàn. Thưa Tôn giả Udena, nếu chúng con được nghe Tôn giả Gotama ở cách 10 do tuần, chúng con sẽ đi 10 do tuần ấy để được ý kiến Tôn giả Gotama, bậc A La Hán, chánh đẳng giác. Thưa Tôn giả Udena, nếu chúng con được nghe Tôn giả Gotama ở cách 20 do tuần, 30 do tuần, 40 do tuần, 50 do tuần, chúng con sẽ đi 50 do tuần để được ý kiến Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác. Thưa Tôn giả Udena, nếu chúng con được nghe Tôn giả Gotama ở cách 100 do tuần, chúng con sẽ đi 100 do tuần để được ý kiến Tôn giả Gotama, bậc A La Hán, chánh đẳng giác. Thưa Tôn giả Udena, vì Tôn giả Gotama đã nhập niết bàn, chúng con xin quy y Tôn giả Gotama đã nhập niết bàn, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Tôn giả Udena nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa Tôn giả Udena, vua nước Anga có cúng dường cho con một bố thí thường xuyên hàng ngày. Nay con xin cúng dường Tôn giả Udena bố thí thường xuyên ấy. Này Bà La Môn, vua nước Anga cúng dường thường xuyên hàng ngày cho ông là bao nhiêu? Thưa Tôn giả Udena, 500 kahapana. Này Bà La Môn, ta không được phép nhận vàng và bạc. Nếu Tôn giả Udena không được phép nhận vàng và bạc, con sẽ làm một tịnh xá cho Tôn giả Udena. Này Bà La Môn, nếu ông muốn xây dựng một tịnh xá cho ta, thì hãy xây dựng một giảng đường cho chúng tăng ở Pataliputta. Con lại càng bội phần hoan hỷ, thỏa mãn với Tôn giả Udena khi Tôn giả khuyến khích con cúng dường chúng tăng. Thưa Tôn giả Udena, với bố thí thường xuyên này và với bố thí thường xuyên khác về sau, con sẽ cho xây dựng một giảng đường cho chúng tăng ở Pataliputta. Rồi Bà La Môn Gotamukha, với bố thí thường xuyên này và với bố thí thường xuyên khác về sau, cho xây dựng một giảng đường cho chúng tăng ở Pataliputta. Nay giảng đường ấy được gọi là Gotamukha. Kinh Gotamukha thứ 94.